vợ chúng mình thấy cũng chứ bình đó, mà cái kia nó khác nhau. Đúng rồi, khác cái chuyển quà với chuyển thị. Đúng. Lần đầu tiên mình đến làm quà xe lắc này mình cảm nhận như thế nào vậy chị? Thật là thú vị. Thật là thú vị ha. Thật là thú vị. Sau đây năm nay mình trồng đỏ không? Quán là gai, là gai. Đầu tiên mình đến đây mình cảm nhận nó như thế nào đi chị gái xinh đẹp. Dạ, rất là nhìn xinh đẹp. Đẹp ha. Vậy là một chậu là bao nhiêu con? Đậm. Ồ, rẻ dữ hả? Chào mấy cô nha. Dạ, hành trình miền Tây. Mến chào quý ông bà cô chú anh chị nha. Thì tiếp tục ngày hôm nay em lại vào làng hoa Sa Đéc để cập nhật tình hình giáo hoa kiển đến với quý ông bà cô chú anh chị trong những ngày cận Tết Giáp Thìn 2024 này như thế nào nha. Thì phía trước mặt của em thì có những cái vàng cúc mâm xôi nè. Thì đặc biệt là năm trong năm nay thì bà con đã trồng cúc mâm xôi rất là nhiều luôn á quý ông bà cô chú anh chị. Những cái chậu đặc trưng ở ngoài phía đường này là những chậu bự rất là to luôn. Mâm xôi rất là to. Chậu nhỏ nè. Chậu nhỏ này chắc rẻ ha. Cái này là cúc mấy? Không phải mà mâm xôi. Mâm xôi này tầm tay. Mâm xôi nhỏ. Cúc mâm xôi nhỏ này đó. Phải không? Mâm xôi nhỏ đó. Mấy chậu mai nhỏ. Ồ, đặc biệt những cái chậu mai nhỏ này ra tuy nhỏ mà có vỏ nè, có nụ nhiều. Sao em thấy loại này giống cái loại hoa mi của ta? Đúng rồi anh thấy giống loại hoa mi á. Nhỏ này là bự này, hoa mi gì đó, sáng mình quay rồi. Đây, đây là hoa mi gì đó, đây. Đúng rồi, loại hoa mi. Hoa mi, loại nè, cái loại mâm xôi nè, cái lá của nó khác, cái lá của nó khác mà cái lá nhỏ, nhỏ, bông cũng nhỏ hơn đó. Cả nhà thấy hai chị đi với chị view hôm qua mà không biết cái gì. Loại hoa mi hồi sáng là chị ấy nói là 60.000 một chậu. Mấy thằng đi bơi bông mà không biết bông gì. Cát tường. Đúng rồi, cát tường. Cát tường nguyên bản của chúng chị thì chỗ nào cũng có những loại cát tường. Rồi mâm xôi. Đây là mâm xôi nè, mâm xôi loại chậu nhỏ nè. Thì ngày hôm nay bà con người ta trưng bày những sản phẩm như là cúc mâm xôi vàng, tím, đỏ ha. Rất là nhiều luôn. Trong đây có hoa hướng dương. Ngày hôm nay rất là nhiều luôn các bạn cô chú anh chị. Làm qua Sa Đéc ngày hôm nay rộng vàng sắc hoa luôn. Quá đẹp. Hôm nay là rộng vàng sắc hoa rồi đó nha. Thì ai chưa đi đến đây thì hãy đến một lần đi, sẵn mình tham quan rồi sẵn mua hoa về cho trưng bày cho ngôi nhà mình đẹp hơn trong ngày Tết nha. Wow, cái chậu này nở rất là bự nè. Màu vàng lúc nào cũng rực rỡ hơn á. Thấy những cái chậu bông này
nhìn cái màu sắc nó rất là đẹp luôn nè. Và em thấy cúc bông xoài của mình trong ngoài đây nhìn đẹp quá chị. Ở cúc bông xoài mình ngày cận Tết này mình bán bao nhiêu một chậu chị? Dạ 100 ngàn. 100 ngàn một chậu là đồng giá hết trơn rồi đó. Dạ. Chín chục và em thấy cái loại loại này của mình dắt cái giống Thái Lan quá chị. Sao nhá mà loại Thái Lan có hai tầng, em thấy nó hai có hai tầng đó. Dạ. Bên kia là chất pháo. Ba màu, màu cam, màu tím, màu hồng, màu vàng, bốn màu. Cái chậu thứ gì là bao nhiêu một chậu? 20.000 một chậu. Cái này là 20.000 một chậu. Này. Wow, chỗ này bông rất là đẹp luôn nè quý ông bà cô chú anh chị ơi. Vườn hoa kiển yến. Đây. Chân chị của nhà. Còn bông xoài vàng nha. Rất là đẹp luôn. Rồi đây là Đài Loan hay là Pha Lê nè. Nói chung là hai loại thì cũng phải có một loại nè. Đài Loan chứ Pha Lê quá. Pha Lê nữa được không? Chất vậy quá. Dạ. Còn đây thì mâm xôi màu vàng chanh, màu vàng da đẹp. Đúng rồi. Thì mình cũng mâm xôi mà nó nằm ngoài nắng nữa. Đang có ánh sáng nắng đây nè. Wow. Sáng rực rỡ luôn. Đẹp. Đúng rồi, đúng rồi. Ấm tôi với anh Bức Trăng hiện tại vô đây quay nè. Chậu xíu đây thì mấy chậu xíu đó, mấy chậu đó là mấy triệu. Bây giờ đất này người ta trồng cúc rất là nhiều luôn. Wow, đây hồ lô, bầu hồ lô là quý ông bà cô chú anh chị, được 3 cây, 4 cây, bây giờ có trái bự nè. Hôm nay có rất là nhiều người đến đây tham quan luôn. Nói chung là những ngày gần Tết này á, thì mọi người từ xa tới để tham quan cái khu du lịch làng Hoa Sa Đéc này. Wow, phía trong rất là đông luôn, quý ông bà cô chú anh chị. Cái này là mấy người kia nó lại.
Tôi đâu có buồn bã gì đâu. Tôi mình quá tự rồi. Hả? Vừa chồng con này, vừa gia đình vậy nè. Nó chọc phê lê này rất to. Cô đang đến với cái làng hoa Sa Đéc này chụp ảnh nè. Rất là đẹp, rất là đẹp. Con này xem. Thì những chậu này đã bán rồi nè quý bà cô chú chị, thì có lẽ chị bán rồi. Trên kia kìa, mấy một giờ cút luôn. Em sẽ đi vào dài dài phía trong nha quý bà cô chú anh chị. Đó phẩm cũng nguyên. Thấy vàng cúc trong đó không? Nó bán bớt rồi đó. Bán bớt nhưng mà gần được bao nhiêu á? Một cái vườn cúc vàng nhìn rất là đẹp luôn quý ông bà của chú anh chị. Nắng không chị? Qua nắng hả? Những cái bông này được ta bán rồi. Thì ở đây được nhìn thấy nguyên một dạng cúc mâm xôi nè quý bà cô chú anh chị. Đây. Wow. Mâm xôi đẹp quá. Nắng quá không anh trai? Không đẹp, không đẹp. Đúng đẹp. Đúng rồi, cái này là nở cho ngày Tết luôn nè. Nhìn rất đẹp luôn. Wow, cái này rất là đẹp nè quý ông bà cô chú anh chị. Không biết. Chưa, đâu có biết đâu, tao mới gặp lần đầu tiên luôn. Ừ, đúng bài luôn, hai thằng đi dìu bông. Dìu bông mà, không biết cái gì. Vậy giống trái dưa lơi hoàng kim vậy.
tuyệt vời. Thì lần qua Sa Đéc này hôm nay thì đặc biệt là trồng những loại cúc nè. Giá cúc thì mỗi một chậu như thế này là 30k một chậu nha. Thì có đã bán giá luôn rồi nè quý ông bà cô chú anh chị. Đúng rồi. Còn đây là mưa giờ. Wow, mưa giờ ở dưới đây bông rất là to luôn nè. Thiệt, bông dưới đây là to, quá to luôn. To hơn ở trên mà nâng ra. Bên kia 10 giờ bên đây thì 10k một chậu nè. 10k. Ừ, 10k một chậu. Đúng rồi. Ơi, bông này mà loại 10 giờ này 10 giờ gì vậy ta? Sao bông lạ quá nè, lần đầu tiên mới thấy luôn á. Đúng không? Không phải 10 giờ đâu. Cái lá từ tự 10 giờ nè. Ủa? Cái nụ cũng giống đó mà. Nó ra cái bông gì đó. Đúng rồi. Thì giờ rất chưa nắng này. Ai đi cũng rất là mệt chân. Là nắng luôn quý ông bà cô chú anh chị ơi. Thì chưa nắng này bông cũng lại rực rỡ hơn. Con cá. Đúng rồi. Không phải bông 10 giờ, bông này bông. Bông 10 giờ ở dưới đây nè. Cái này. Này đâu phải 10 giờ đâu, đội giờ bông thì quên mất tiêu rồi. Đúng rồi. Qua wow, loại bông này trên mình thì có nè, nhưng mà dưới đây thì cũng rất là nhiều luôn. Qua wow, không loại này nó có nhiều màu này nha. Wow. Thì phía trước có hai em nhìn rất là đẹp đôi nè. Ồ, hai em đến từ đâu mà nhìn đẹp dữ hả? Sa Đéc luôn hả? Đúng rồi. À, nhà xếp bên, nhà kế bên. Nhà kế bên luôn hả? Ở đâu lại đây? Ở đâu đến đây đấy? Quỳnh lại là Quỳnh hát chơi vợ. Hả? Mình đến từ đâu con? Long Xuyên. Long Xuyên. À, rồi An Giang trùng qua với con. Đây con An Giang đây. Mình đến cái làng hoa Sa Đéc này cảm nhận của mình như thế nào cô? Thì Tết quá đẹp thôi chứ. Bước vô ngôi vườn này là nha, có cái mùi thơm đặc trưng vô trong anh. Này là yến thảo hả? Vâng. Dạ. Ồ, con thấy yến thảo thơm quá. Bước vô cái là có mùi thơm liền luôn. Mấy ngày Tết này mình bán một chậu vậy là bao nhiêu cô? 35.000 một chậu hả? Dạ. Con thấy cái giá này là rất ok rồi. Là tại vườn là mình bán giá như thế này hả con? Dạ. Chịu rồi, giá này rẻ. Bông đẹp lại có mùi thơm đó. 35.000 một chậu.
Năm nay mình trồng đỏ không? Dạ, quán là gai là gai. Dạ. Kiếm tiền cơ. Dạ. Chắc đâu vậy? Vậy là những cái chậu này là người ta mua rồi ha. Trồng lại chưa? Chú có đang chắc trên chậu. Cái dàn bè nó queo rồi kìa. Hàng bè không dồn lại rồi. Thì để miếng vàng nó đi hai bên. Ừ. Chậu này là chậu gì á? Yến thảo luôn hả con? Yến thảo không hả? Ủa sao thấy lá nó khác hả? Hai loại. Dạ. 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 Yến thảo này là mình hai loại. Bông thảo rất là đẹp luôn. Đặc biệt là có mùi thơm. Nhẹ nhẹ nhẹ. Vậy là cái vườn cái khu của mình là chỉ trồng là yến thảo không hả chú? Sướng. Sướng nữa hả? Yeah. Dạ. Sướng giờ chú có bông. Giờ để hàng 2 đi, giờ hàng 3 giờ nó không có đủ. Rất còn là đẹp luôn. Bên nhỏ bên bức đi. Thôi bởi nha, tôi đi cho phải lại, giờ tôi đem nha. Dạ. Cái vàng nó đi. Thì khu vườn này của chú là trồng yến thảo với sứ với bông thọ, thì đã bán thọ rồi. Đấy luôn hả? Mình đây mua bò ha. Mình đâu đến đây? À, em ở Vĩnh Long. Vĩnh Long hả? Ồ, Vĩnh Long cũng hơi xa nha. Mà anh chạy từ Hậu Giang rồi. Yeah. Nào, coi hành trình miền Tây, hành trình miền Tây với Thái An Giang. Okay. Như lần đầu tiên mình đến đây mình cảm nhận nó như thế nào vậy chị gái xinh đẹp? Dạ, rất là nhiều hoa, nó sẽ rất là đẹp ha. Trong đây có cái mùi thơm của yến thảo này. Mình đến đây sáng giờ hay là từ đi hồi nào giờ đến đây mấy ngày rồi? Em mới lên nãy giờ. Gì hả? Sáng giờ rồi cây những chậu hoa kiển nào chưa? Có rồi hả? Thôi chúc đi chơi vui vẻ nha. Yến thảo có cái mùi thơm rất chừng luôn quý bà của chú anh chị. Giờ đây là những chậu nhung này quý bà của chú. Những chậu nhung nó có những cái loại bông màu rất là khác nhau. Thì đây cũng có ba loại. Rồi. Có loại trắng nè, có loại trắng rất là đẹp luôn. Wow, loại trắng phía ngoài thì trắng, phía trong thì màu đỏ hồng như quý ông bà cô chú anh chị. Nãy nói này là giá bao nhiêu một chậu vậy anh? Cô, à, cái nhung, nhung này nhung không? Hoa tình yêu. Hoa tình yêu. Bên đây thì 20. Dạ. Hoa hoa tình yêu, đặc biệt cái tên hoa tình yêu nè. Tử Na Lan hả con? Dạ, thì nói chung là hoa là rất là nhiều hoa, nhiều tên luôn, là hồng sim. Còn mà ai muốn tình yêu thì đến cái vườn này của mình tên là Di Phương, ở Di Phong hả cô? Di Phong thì muốn có tình yêu thì đến đây để mua những cái chậu hoa kiển, đó là hoa tình yêu như cô đã nói, thì rất là nhiều là màu luôn. Ai chưa có tình yêu thì đến đây thì sẽ có tình yêu liền. Và đem về những cái chậu hoa tình yêu trên về nhà là mình có tình yêu đậm đà luôn. Cái này sướng hả cô? Cái này là sao? Đây. Thì hoa tình yêu còn có là tiểu na lan hoặc là hồng sim.
Dạ. Không mà chắc nếu mà ai chưa có tình yêu lại đây mua là có tình yêu liền. Nhất là những bạn trẻ. Vô đây mua hoa tình yêu nè hai bạn ơi. Bây giờ ngày hôm nay có hai bạn gái đến để xem hoa. Đúng rồi. Lâu này lùi gì mà thấy đẹp dữ hả con? Lâu này xe nhái hả? Xe nhái kinh bớm hả? Wow, con thấy cái bông lần đầu tiên mới thấy cái bông đẹp dữ không á. Dạ. Vậy là một chậu là bao nhiêu con? Ồ, rẻ dữ hả? Wow, xe đét này thì ai ai cũng bán bông rẻ quá. Xe nhái kinh bớm này là một chậu 18.000 nè quý ông bà cô chú anh chị. Wow. Thấy bông rất là đẹp luôn nè. Đây là thọ quý ông bà cô chú anh chị. Ở đây đây cũng có trồng thọ đó hả. Hello. Chào mấy cô nha. Dạ hành trình miền Tây. Dạ chào mấy dạ. Cô, chào nè, chào nè. Chào. Dạ. Dạ. Thì đây là những chậu sắc pháo nè quý bà cô chú anh chị. Sắc pháo lúc nào cũng đỏ rực, nhìn rất là đẹp luôn. Wow. Thì trong đây cái vườn trong đây trồng rất là nhiều loại hoa luôn ha. Wow. Cúc nè. Loại cúc này là cúc Pico, còn phía bên đây thì cúc bông xôi. Và bên phía bên đó có những trái lửa ớt tím nè. Trong kia thì có phương dĩ vàng, phương dĩ hồng. Rất là nhiều loại hoa luôn, trong đây rất là đẹp luôn nè quý ông bà cô chú anh chị. Gia đình mình ở đâu đến đây vậy con? Ở Bình Thủy luôn. Bình Thủy hả? An Giang phải không? À, đây An Giang đây. Dạ, An Giang xuống luôn. Dạ. Cũng nhắn tao luôn. Lần đầu tiên mình đi xuống đây luôn vậy con? Lần đầu tiên đi mà cũng là không biết gì luôn. Tao lội vô, tao lội ra, không biết gì luôn. Anh ở đâu vậy? À, Bình Hòa. À, phê mình, mình thấy cũng chữ Bình đó, đó mà cái kia nó khác nhau. Đúng rồi, khác chữ Hòa với chữ Thị. Đúng. Lần đầu tiên mình đến làm qua xe đét này mình cảm nhận như thế nào vậy chị? Thật là thú vị. Thật là thú vị ha. Thật là thú vị. Sau đây không ai mua hoa hay chăng vậy? Quá mệt. Thôi xin chào đại gia đình nha, chúc đại gia đình đi chơi có một ngày thật vui vẻ nha. Dạ, cảm ơn nha. Dạ. Rất là nhiều người đổ về phía bên trong đây. Đây có loại bình nái nè. Đây là loại bông này. Wow, rất là đẹp. Đây là cúc Đài Loan. Cúc Đài Loan một màu vàng rực rỡ tươi sáng. Thì mình có thể là trưng trong những ngày Tết cho ngôi nhà mình được tươi sáng và đẹp đẽ hơn quý bà cô chú anh chị.
Còn đây là cúc mâm xôi. Thì những cái chậu cúc mâm xôi này có những cái phế nụ sẽ nở trong những ngày Tết luôn. Và bây giờ mọi người nở ở đây rất là nhiều luôn. Đây cúc Đài Loan là quý ông bà của chú anh chị. Đây đang nở là nó nụ. Đầu trong những người ta sẽ nở ra rất là đẹp luôn. Phía đây thì đang có những cây châm mỏi là quý ông bà của chú anh chị. Rất đẹp luôn. Wow, nguyên một dài quá. Đây là cúc sò nhỏ là vương bờ của chúng chị. Thì đây là nguyên một vườn hoa sứ nhà quý ông bà cô chú anh chị. Hoa sứ này thì tại đây thì có một loại, đó là hoa sứ đỏ hồng. Thì họ nhìn màu rất là đẹp luôn nè. Thì những ai yêu quý sứ thì hãy đến cái làng hoa Sa Đéc để mà mua về ha quý ông bà cô chú anh chị. Thì em cũng xin kết thúc video tại đây nha quý ông bà cô chú anh chị. Nếu như quý ông bà cô chú anh chị thấy video của em hay, hãy cho em một like, một share, một đăng ký kênh nha, để em có động lực để ra những clip hay đối với quý ông bà cô chú anh chị. Thì bây giờ thì tạm biệt tất cả quý ông bà cô chú anh chị. Bye bye nha.